Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã chủ trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bồi dưỡng y đức, chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuyên Hóa được thành lập năm 2006. Đến tháng 3 năm 2017, được đổi tên thành Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa. Chức năng chính của đơn vị đó là cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của ngành y tế cùng với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Năm 2022, toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Y tế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật lên là công tác khám chữa bệnh. Toàn huyện đã đạt 106% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch được sở giao. Song song với công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch, trung tâm đã nỗ lực trong vấn đề là giám sát, kiểm soát được cái dịch bệnh COVID và thực hiện cái chiến dịch tiêm vaccine COVID trên địa bàn huyện, đảm bảo một cái tỷ lệ cao nhất bao phủ vaccine và tạo được miễn dịch cộng đồng, qua đó để kiểm soát được dịch bệnh COVID. Trong đó, công tác khám chữa bệnh, phòng khám đa khoa tại trung tâm cũng đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã đáp ứng được nhu cầu, đáp ứng của người dân trên địa bàn huyện. Song song với công tác khám chữa bệnh, trung tâm cũng đã nâng cao cái chất lượng sử dụng trang thiết bị y tế cũng như là nguồn nhân lực tại chỗ để không lãng phí cái nguồn nhân lực của trung tâm, nâng cao ý đức của cán bộ trong khám chữa bệnh về thái độ phục vụ người dân hòa nhã, thân thiện, cũng như là các cái cải cách thủ tục hành chính đảm bảo là nhanh, gọn và hiệu quả. Xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, hệ thống giám sát dịch của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa được củng cố, thực hiện công tác phòng chống dịch với phương châm tích cực, chủ động phát hiện sớm, xử lý ổ dịch tích cực, kịp thời dập tắt dịch trong thời gian tốt nhất, không để dịch lây lan ra diện rộng, hạn chế tỷ lệ mắc, không để tử vong do dịch bệnh. Bên cạnh đó, trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền xe lưu động, phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện các tin, bài, phóng sự, cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, nâng cao sức khỏe nhân dân. Vì thế, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao về lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm soát, ngăn ngừa tối đa các bệnh truyền nhiễm gây dịch, triển khai có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa, dịch bệnh COVID-19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, góp phần đáng kể trong việc cải thiện các chỉ tiêu sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, thì tại Trung tâm Y tế Tuyên Hóa là triển khai hai cái chương trình tiêm chủng, đó là tiêm chủng mở rộng thường xuyên và tiêm chủng vaccine dịch vụ. Đối với chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên thì chúng tôi là triển khai tại các điểm tiêm tại trạm y tế. Còn tại điểm tiêm tại trung tâm thì chúng tôi là triển khai cái điểm tiêm vaccine dịch vụ. Ngoài ra thì trong năm qua thì Trung tâm Y tế Tuyên Hóa là tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong đó cái điểm nổi bật đó là cái tỷ lệ tiêm mũi cơ bản của các cái nhóm đối tượng từ 5 đến 12 tuổi, từ 12 đến 18 tuổi và trên 18 tuổi là cơ bản đạt tỷ lệ cao so với là toàn tỉnh. Và điểm nổi bật thứ hai đó là chúng tôi đã triển khai tốt cái chương trình chiến dịch tiêm chủng mùa xuân do Bộ Y tế và Sở Y tế Quảng Bình là phát động. Và điểm nổi bật thứ ba đó là chúng tôi đã ứng dụng cái công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Qua đó thì cái thông tin cá nhân rồi là kiểm số mũi tiêm đã được tích hợp trực tiếp đến là hệ thống. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước. Đơn vị hiện có 12 cán bộ đạt trình độ sau đại học và trên đại học, 110 cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng. Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tận tâm với công việc và luôn sẵn sàng đảm nhận các khâu khó,
việc mới bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhằm phát huy sức sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, trung tâm đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Các khoa, phòng, cá nhân đăng ký thực hiện các đề tài, sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Xem đó là tiêu chí bình xét các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể trong toàn đơn vị. Năm 2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Sở Y tế xét công nhận một đề tài cấp cơ sở, hai đề cương nghiên cứu khoa học. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Trung tâm đã công nhận 12 sáng kiến, giải pháp. Trong năm 2022, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã lựa chọn đề tài về đánh giá kiến thức, thái độ về phòng chống dịch COVID-19 của học sinh trường Trung học Phổ thông Tuyên Hóa năm học 2021-2022 nhằm đánh giá chung về cái kiến thức cũng như thái độ của học sinh trường Trung học Phổ thông Tuyên Hóa trong về công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đó để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID tại các trường học cũng như trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Và cùng từ đó giúp cho các nhà quản lý có phần thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn huyện. Trong quá trình thực hiện đề tài thì nhóm chúng tôi đã được sự quan tâm, tạo điều kiện chỉ đạo của ban lãnh đạo cũng như là sự phối kết hợp về mặt chuyên môn của các anh chị em đồng nghiệp, sự giúp đỡ của ban giám hiệu, các giáo viên, học sinh của trường Trung học Phổ thông Tuyên Hóa để chúng tôi được hoàn thành đề tài trong thời gian quy định. Đề tài của chúng tôi đã được Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Sở Y tế công nhận là đề tài cấp cơ sở. Tháng 4 năm 2022, phòng khám đa khoa của trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Phòng khám được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, khám các bệnh liên quan đến nội khoa, ngoại khoa, y học cổ truyền, da liễu và cận lâm sàng. Trung tâm Y tế Tuyên Hóa cũng là đơn vị duy nhất trong khối trung tâm đủ điều kiện kinh doanh dược, đảm bảo số lượng và chất lượng các thuốc thiết yếu và thuốc không kê đơn theo quy định. Bệnh nhân đến khám được các bác sĩ khám, tư vấn và điều trị nhiệt tình đầy trách nhiệm. Trong năm 2022, đã có trên 50.000 lượt người đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế và phòng khám tại trung tâm. Chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 19 trên 19 xã, thị trấn duy trì tốt kết quả đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ các đối tượng tiêm phòng các chương trình thuộc tiêm chủng mở rộng đều đạt từ 90% trở lên. Trong đó, nhiều đối tượng tỷ lệ tiêm chủng đạt 97%. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được duy trì. Số ca bệnh nhân sinh tại các cơ sở y tế đạt 100%. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được chăm sóc sau sinh đạt 100%. Số trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 100%. Nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của bệnh nhân và người nhà, cũng như rút gọn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian cho giải quyết công việc. Tôi từ già rồi hiểu bệnh rất là nguy nan, nhưng mà trung tâm của huyện thì ở xa, cho nên từ giờ là tâm xã của Thái Hóa đến khám là bác sĩ là rất là tận tình, chú đáo, coi là bệnh nhân chúng tôi là rất là quý giá, cho nên chúng tôi là rất biết ơn cái trạm y tế. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự lãnh đạo chỉ đạo của về chuyên môn của trung tâm y tế, thì trong năm qua trạm y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân địa bàn, và cùng với đó thì hàng năm trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phân công trách nhiệm cho từng người về tinh thần thái độ phục vụ cho bà con thì là tận tình chú đáo và đảm bảo khi tạo được lòng tin cho bà con nhân dân khi ốm đau đến với trạm. Và trình độ chuyên môn thì cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con, hạn chế được cái tỷ lệ chuyển tuyến lên tuyến trên. Với sự đoàn kết, nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, uy tín cho nhân dân trên địa bàn. Trong những năm qua, trung tâm đã vinh dự được tặng nhiều danh hiệu cao quý. Từ năm 2017 đến năm 2019 và năm 2022 được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Từ năm 2020 đến năm 2021, đơn vị liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2022, trung tâm có 178 trên 182 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 26 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 22 trên 26 tập thể
đạt tập thể lao động tiên tiến. 6 trên 26 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Càng vinh dự hơn khi năm 2022 là năm đơn vị lần đầu tiên được nhận lá cờ đầu của ngành y tế. Trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2022, thì Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã làm tốt cái vai trò của mình, đã triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ về y tế dự phòng, về chăm sóc sức khỏe nhân dân, về công tác dân số và những hoạt động khác. Đặc biệt là đã đẩy mạnh công tác truyền thống về các cái chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, về các cái hoạt động y tế trên địa bàn toàn huyện, thực hiện các cái đề án, cả chương trình về y tế trên địa bàn. Đặc biệt là trong thời gian qua thì đã thực hiện tốt các cái hoạt động về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là cái phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Chính vì thế mà được nhân dân, cán bộ toàn huyện rất là tin tưởng với cái trách nhiệm của lãnh đạo rồi cán bộ trung tâm y tế của huyện đối với công tác chăm sóc và quan tâm đến sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Với những cái nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ trung tâm y tế huyện trên địa bàn, thì lãnh đạo huyện cũng rất là tin tưởng và cũng mong muốn rằng trong thời gian tiếp theo thì trung tâm y tế tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được để tiếp tục triển khai các cái chương trình, các cái dự án y tế trên địa bàn để cho nhân dân trên địa bàn tiếp tục bảo đảm sức khỏe để tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của huyện nha. Những kết quả mà Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực lớn để đơn vị tiếp tục phát huy bằng những hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân. Với lòng yêu nghề cùng với sự năng động, trách nhiệm cao, những chiến sĩ áo trắng của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa tiếp tục trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, điểm đến của người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho người dân và phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn huyện.